Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với video tiếp theo. Tôi là Nguyễn Văn Đoàn. Trong video này chúng ta sẽ cùng chia sẻ về nội dung là để biết được bất động sản tại một khu vực nó đang là sốt ảo hay là sốt thật thì chúng ta phải làm cách nào. Đây là một cái việc quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm khi đi đầu tư bất động sản. Bởi khi mà có một khu vực có những sự thay đổi về cơ sở hạ tầng, thành lập các dự án hoặc là mở đường thì thông thường có nhiều bất động sản mà những nhà đầu tư, những nhà đầu cơ người ta tích lũy và người ta thực hiện các cái dự án phân lô bán nền khác nhau. Và trong nhiều trường hợp nếu như tại một khu vực mà các cái giới đầu cơ họ tung ra các cái sản phẩm như vậy thì thông tin rất là nhiều anh chị ạ. Và trong nhiều trường hợp nếu như chúng ta không tìm hiểu kỹ cái giá trước khi đầu tư thì anh chị chúng ta sẽ gặp phải những trường hợp như là chúng ta mua bị cao hơn với cái giá thật, giá trị thực của bất động sản khu vực nơi đó. Và chính cái điều này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái thời gian thanh khoản cũng như là cái lãi vốn của anh chị khi mà đầu tư. Và trong video ngày hôm nay, với những cái kinh nghiệm, kiến thức mà trong quá trình tôi đi khảo sát bất động sản, những cái gì tôi học được trong quá trình đi làm về lĩnh vực bất động sản công nghiệp của mình, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ anh chị một số cách mà anh chị chúng ta có thể thực hiện để có thể kiểm soát được cái rủi ro này anh chị nhá, để chúng ta đầu tư thành công hơn. Anh chị và các bạn nếu thấy các nội dung ở trong video này hữu ích thì đừng quên chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh video của tôi nhá. Cái cách đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện ở đây là chính là chúng ta khảo sát nhiều cái bất động sản khác nhau. Đây là một cái việc cũng mất rất là nhiều thời gian quý vị ạ, bởi vì thông thường khi mà chúng ta khảo sát thì thông thì với một khu vực thì chúng ta cũng phải mất vài ngày. Thì đối với anh em chúng tôi, những người môi giới hoặc là khi mà đi tìm hiểu bất động sản cho các nhà đầu tư thì thông thường sẽ phải bỏ ra trung bình khoảng 3 đến 5 ngày quý vị ạ. Mặc dù mình đã thông thuộc khá nhiều địa bàn quý vị nhá, nhưng mà chúng tôi cũng phải bỏ ra nhiều ngày khác nhau để có thể đi khảo sát nhiều địa bàn khác nhau, nhiều cung đường khác nhau. Với những bất động sản ăn theo khu công nghiệp thì chúng tôi cũng phải đi nhiều cái bất động sản ở nhiều khu công nghiệp khác nhau thì mình mới đưa ra một cái kết luận cuối cùng là giá bất động sản tại khu vực A, khu vực B nó có bị cao quá hay không. Đấy. Và cao vì lý do gì và thấp vì lý do gì, chúng ta phải ra được kết luận đấy. Nếu không anh chị ạ, chúng ta một là sẽ bị nỡ mất cơ hội, hai là chúng ta sẽ bị mua với giá cao mà chúng ta không hề hay biết. Và khảo sát tuy rằng nó mất nhiều thời gian thật, nhưng khi anh chị chúng ta mua được cái bất động sản đúng với cái giá trị thật của nó thì rất là tuyệt vời anh chị ạ. Bởi vì chúng ta trên thị trường nhiều người ta sẽ muốn cái bất động sản này hơn. Bởi vì không thể một cái bất động sản ở một khu vực đông dân mà nó có giá thấp hơn so với cái giá mặt bằng chung và nó có giá rẻ hơn so với những cái bất động sản quanh khu vực đấy được. Nó luôn luôn đi cùng với cái giá trị thật của nó. Thì để tìm hiểu được cái này không còn cách nào khác, anh chị chúng ta cần phải khảo sát nhiều địa bàn khác nhau thì mới ra được kết quả anh chị nhá. Cách số 2 anh chị có thể thực hiện là chúng ta đến nhiều phòng công chứng khác nhau tại khu vực nơi mà có cái bất động sản anh chị đang muốn đầu tư. Ví dụ chúng ta đến Bình Phước thì chúng ta đến các phòng công chứng của huyện, chúng ta có thể ngồi uống cà phê, hỏi nân na những nhà đầu tư, những người môi giới, những nhà đầu tư, hỏi họ xem là họ đang đầu tư ở đâu, giá bao nhiêu, hỏi các bạn môi giới xem là giá hiện tại khu vực nơi này là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ biết được cái lượng giao dịch thật tại địa bàn nơi có bất động sản của các anh chị nó nhiều hay nó ít. Thì cái việc này cũng không hề khó các anh chị ạ. Căn bản là chúng ta phải đầu tư thời gian thôi. Thì tôi tin chắc rằng tất cả anh chị em chúng ta, những ai mà đang xem video này, thì chúng ta đều mong muốn mua được một cái bất động sản tốt đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ không ngần ngại những cái công việc như này anh chị ạ. Cái cách số 3 mà anh chị có thể tham khảo ở đây đó chính là chúng ta hỏi những người dân địa phương và những người môi giới địa phương. Những người dân địa phương thì họ rất là tốt, họ rất là thật thà. Họ sẽ giúp anh chị chúng ta có được những cái thông tin tại địa bàn họ đang sống mà những người môi giới, những người khác, những nhà đầu tư ở ngoài tỉnh họ không thể biết được.
Ví dụ như khi mà tôi đi khảo sát bất động sản những cái vườn cao su, vườn tiêu, vườn điều như này chị ạ, thì chúng tôi phải đôi khi phải mặc quần áo hết sức là bình dân thôi, không được mặc đẹp quá, để tiếp cận những người làm vườn, những người họ đi nhặt điều, những người họ đi nhặt cao su, đi cạo mủ cao su, thì chúng tôi mới nân na biết được rằng đấy, trong thời gian này họ có bất động sản hay không, đấy, người quen của họ có bất động sản hay không, giá cả như thế nào, rồi chúng ta so sánh với cái giá mà những cái bất động sản anh chị đang muốn đầu tư. Ngoài ra anh chị có thể hỏi những người môi giới tại địa phương. Trong thời gian vừa qua tôi được tiếp xúc với rất là nhiều các anh em môi giới tại địa phương của Bình Phước, thì tôi thấy rằng tất cả anh em đều rất là thật thà. Tuy rằng không phải là hết đâu, nhưng mà phần lớn là như vậy. Đấy, họ rất là thật thà. Chúng ta sẽ lấy những cái thông tin từ các anh em môi giới địa phương, từ các người dân địa phương, chúng ta đối chiếu với những cái thông tin từ các cái bất động sản mà các anh chị đang muốn đầu tư, sau đó chúng ta ra một kết quả cuối cùng rằng đấy, thông tin giữa hai luồng, giữa một người ở địa phương đã lâu năm, ở trong cái bất động sản này đã lâu năm, so với những người ở ngoài tỉnh thì thông tin đưa lại như thế nào, thì chúng ta mới biết được thực tế bất động sản mà các anh chị đang muốn đầu tư nó có cao quá hay không, và nó cao vì lý do gì. Và những người dân địa phương thì họ sống ở đấy lâu năm, thì họ sẽ giúp anh chị biết được những cái thông tin mà những nhà đầu tư ở khác tỉnh, những nhà đầu tư khác tỉnh họ không thể biết được anh chị ạ. Kể cả những cái thông tin mà các anh em môi giới địa phương cũng vậy, họ nắm rõ rất là kỹ những địa bàn, lịch sử giá khu vực nơi đấy, đấy, chủ đất là ai. Đấy, cách tốt nhất khi mà anh chị chúng ta đi khảo sát bất động sản tại các tỉnh khác là chúng ta nên kết thân với những anh em môi giới địa phương. Những người dân địa phương thì họ rất là thật thà, chân thật, sẽ giúp cho anh chị chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Và cái cách số 4 anh chị có thể tham khảo ở đây, đó chính là chúng ta so sánh những dự án khác nhau. Ở trong những ngày vừa qua, anh em chúng tôi là tập trung sang Trơn Thành, tìm hiểu các khu công nghiệp tại Bình Dương, sang Phú Liên Đỏ tìm hiểu các cái khu công nghiệp đã hiện hữu rồi, hoặc là Đồng Phú này cũng có một số khu công nghiệp, thì chúng tôi cũng khảo sát những cái bất động sản ăn theo khu công nghiệp như là Nam Đồng Phú, Bắc Đồng Phú, sau đó chúng tôi kết luận xem là bất động sản ăn theo khu công nghiệp của khu vực nơi chúng tôi đang là khảo sát với những cái bất động sản mà chúng tôi đang muốn đầu tư hoặc là đang muốn tìm đất cho khách để đầu tư thì cái giá cả nó như thế nào. Đấy, thì chúng tôi mới ra được cái phép tính so sánh cuối cùng. Bởi vì chúng ta chỉ dựa vào một dự án ở nhiều cung đường khác nhau thì chúng ta không thể biết được anh chị, thì nó vẫn là giá mặt bằng chung thôi. Bởi vì hiện nay tại Đồng Phú quý vị ạ, sau cái thời gian dịch bệnh thì nhiều nhà đầu tư ra sản phẩm và phần lớn ra một cái giá mặt bằng chung. Vì vậy cho nên rất là khó để chúng ta biết được cái khu vực này giá nó đã cao hay là giá nó đang là còn thấp. Thì chúng ta không cách nào khác, chúng ta phải tới những cái dự án khu công nghiệp khác đã hoạt động rồi để chúng ta khảo sát, để chúng ta so sánh đối chiếu với nhau. Thì thật sự anh chị là những cách này rất là mất thời gian, nhưng mà ngược lại nó sẽ giúp các anh chị chúng ta đầu tư thành công hơn. Bởi vì cái khoản tiền anh chị chúng ta tích lũy nó cũng không thể trong vòng 1-2 năm đúng không ạ. Nhiều người cũng phải tích lũy từ 2-3 thậm chí là rất là nhiều thời gian mới có được số tiền để chúng ta mua bất động sản. Cho nên chúng ta đừng tiếc 1-2-3 ngày gì đấy anh chị chúng ta đi khảo sát những cái cách như vừa rồi tôi chia sẻ. Đấy. Và cái cách số 5 anh chị chúng ta có thể tham khảo ở đây là chúng ta xem lịch sử giá. Để cái cách này nó được thực hiện hiệu quả hơn, anh chị có thể tìm trên Google là cái giá bất động sản tại Bình Phước năm 2018-2019 có những cái bài đăng trước đây, xem là lịch sử giá trước đây như thế nào. Hoặc là anh chị có thể hỏi những người dân địa phương về lịch sử giá trước đây, hoặc những anh em môi giới tại địa phương về lịch sử giá trước đây như thế nào. Sau đó chúng ta so sánh đối chiếu với cái giá đất tại địa phương ngoài Ủy ban nhân dân, thì chúng ta có thể biết được rằng ở khu vực nơi này giá thực sự của nó như thế nào, để chúng ta có một cái kết luận cuối cùng trước khi tìm đất để đầu tư, trước khi chúng ta xuống tiền đặt cọc. Và đấy cũng chính là những cái nội dung. Và tôi tin chắc rằng năm cái cách vừa rồi
sẽ giúp anh chị tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cũng như sẽ giúp anh chị mua được những cái bất động sản đúng với cái giá trị thật của nó, tránh những cái trường hợp mua phải bất động sản giá ảo các anh chị nhá. Những cái bất động sản giá ảo chúng ta bán rất là khó anh chị ạ, và dù có bán được thì lãi nó không có nhiều đâu, cho nên anh chị chúng ta đừng có tiếc cái thời gian của mình đi khảo sát bất động sản. Và đấy cũng chính là những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý anh chị trong video ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi và nghe. Anh chị và các bạn nếu thấy các nội dung ở trong video hữu ích thì đừng quên chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh, để lần sau khi tôi vừa phát video, quý anh chị và các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.